Xin chào quý vị và các bạn, trong ngày cuối cùng của tháng 2 dương lịch, thời tiết Bắc và Trung Bộ chuyển tốt hơn. Còn phía Nam, nắng và nóng tiếp tục bao trùm các tỉnh thành Tây Nguyên và Nam Bộ. Cụ thể, tại miền Bắc trời vẫn còn có mây nhiều, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù còn xảy ra rải rác vào buổi sáng. Còn trưa chiều tạnh giáo, nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất phổ biến từ 18 cho đến 21 độ. Riêng các tỉnh Tây Bắc cao hơn do có nắng vào trưa chiều. Sau đó, từ chiều tối và đêm nay trở đi, miền Bắc sẽ lại chịu tác động thêm của một khối không khí lạnh tăng cường mới. Vì thế, trong những ngày đầu tháng 3, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời rét đậm và vùng núi rét hại. Không khí lạnh suy yếu, thời tiết miền Trung giảm mưa nhanh. Khu vực phía Bắc của Trung Bộ trời tạnh giáo và hửng sáng về chiều, nền nhiệt tăng lên mức 22-25 độ. Trong khi ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, trưa và chiều trời cũng chuyển nắng trở lại, nền nhiệt tăng lên mức 26-28 độ. Còn ở khu vực các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trời tạnh giáo, nắng sớm, mức nhiệt cao nhất là từ 29-32 độ. Với Tây Nguyên và Nam Bộ chịu sự chi phối của khối không khí ổn định nên trời nắng mạnh lại từ sớm. Mức nhiệt cao nhất trong trưa chiều nay ở Tây Nguyên trở lại với ngưỡng cận nóng 32-34 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, tất cả các tỉnh miền Đông sẽ lại xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao 35-36 độ. Một số nơi như là Bình Dương hay Đồng Phú nhiệt độ còn có khả năng tăng cao lên tới 37 độ. Trên biển, trước khi không khí lạnh mới về, ở hầu khắp các vùng biển nước ta thời tiết chuyển tốt. Với khu vực phía Bắc và giữa của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió đổi hướng Đông Bắc đến Đông giảm còn ở mức cấp 4 trở xuống. Trong khi ở khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc giảm còn ở mức là cấp 5. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 29 tháng 2 xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!